Một chấm. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là chim sáo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng sáo con. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng sáo mẹ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Chim công. Chim công. Mày ngáo à. Trời. Đâu có game tối đi đây đâu. À. Đó, chim công đó, con chim công kiểu như nó đẹp quá trưởng này. Tôi đọc không có nguồn đâu. Tôi đẹp. Con này nó có to không? Dài. Cái đuôi dài lắm. Nó sẽ đeo cái đuôi nó sẽ là con như kiểu con cầu nữa, con cầu tiệm. Nên nó là con cầu đấy. Con bò. Mọi người lên màu đỏ của mình nha. Màu đỏ của mình nha mọi người. Mọi người lên màu đỏ của mình. Tiếp theo. Tiếp theo là mình xỏ màu xanh nha. Cái loại con bạch tạng, cái loại con bạch tạng này nó xòe đưa ra làm gì có cái màu gì đâu mà. Người ta mới thấy quý. Thì tại vì nó bạch tạng nên mới quý. Lên, ô thôi. Giống như kiểu người đặc biệt, người bạch tạng hơn, nó đặc biệt hơn đấy. Ôi chỉ cờ. Dài. Mọi người ơi, đây màu xanh của mình đây. Tỏ xanh của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây màu xanh của mình. Thành ghế đi về. Im để cho tao quay rồi. Ngồi đây nói nhiều quá. Hay quá. Tao cho biết không ai tôn trọng sáng nhất. Mày nói nhanh đi nhắc lại thế thì nó chạy ra đấy. Chứ lúc tao nói thì tao nghĩ gì đâu. Kim cầm thầy quá. Chúng ta vừa to ra dài. Cút về. Ôi, chắc lộn rồi. Mọi người ơi, mình đang xỏ màu vàng nha. Mình xỏ màu vàng nha mọi người. Mọi người ơi, mình đang xỏ màu vàng nha. Rồi. Quay sản phẩm nét của mình. Ừ, tôi bỏ qua đây không? Hiểu. Bắt đầu từ nói nhé. Bắt 5 giây. Mọi người màu vàng của mình này. Vàng của mình này mọi người. Mọi người màu vàng của mình đấy nha. Bạn không sợ cái giả cười gì mặt này. Sợ gì? Không phải sợ. Ai xem đâu phải sợ. Ô, thì vô đây anh thả ghi vô đây. Nghe vô nhưng mà cứ lẽ ha. Hoàng bầu này. Bố mới đây này. Đen quả non này. Linh bầu này. Quỳnh thị can tít này. Can tít nha. Cái gì đó? Nhiều cái kiểu tiền hoàn văn công ở trong quán non ạ. Anh công một yêu em đã được yêu em đấy. Một da nhiều em toàn được. Mọi người ơi, màu cam của mình này, phần màu cam đi nha mọi người. Mọi người ơi, phần màu cam đây. Vâng, phần màu cam có Quỳnh Anh với cả Quỳnh Thị Cam Di Linh Bấm. Linh Bấm là nhiều Linh Bấm chị em mà. Quỳnh thị can di này thì em không cần tán rồi sao? Nó đuôi. Quỳnh thị can di này có đuôi mà ai? Mà Quỳnh Anh thì thôi. Em chạy trước. Rồi mà đánh chó. Dù em không có cửa đâu. Thì đây. Em xóa thì em không này. Đấy, chẳng đưa bước. Đấy, sao? Sạch sẽ luôn. Có sản phẩm này chim công không chị Quỳnh ạ? Hả? Có sản phẩm chim công không? Không có. Con chim công với lại chim công thôi. Không cần. Để ra nó kiểu chim công. À, nó kiểu tính nó đẹp hơn. À, ý là nói rồi em. Nói rồi. Không chưa nào. Chim công. Đúng hả?
Mùi gì tôm ấy? Cá chim bố. Gì? Cá chim bố. Mày im. Lúc tao nói tao còn nghĩ gì đâu. Bây giờ mày vào mày cũng bắt bẻ tao, mày bẻ tao. Bẻ cái gì? Đi về. Nói chim bố cái gì? Đừng. Cái gì? Mọi người bây giờ mình sẽ xỏ hạt tròn nha. Bây giờ mình xỏ hạt tròn nha mọi người. Mọi người mình xỏ hạt tròn nha. Con chim đi chạy ơ. Hình như có đi phải. Cái gì? Chim dài. Chim bố đây. Chim nhà, chim con, chim bố. Ngay đừng lo sao vậy. Chó. Đi mà. Giờ mình sẽ tâm vào cái này. Cái tiền mà em chưa. Nạ rồi, không nghìn rồi. Trong túi quần đúng 207 á. Rồi, 7.000 rồi. Trong túi quần ông ta có 207. Có đâu. Nhưng em vừa khoe xong rồi, chị có tiền luôn. Em đã tặng. Em chờ một tạng. Đang làm sợ cái vương bao kia là làm sợ cái. Mình không nghĩ là làm mày mẹ đi xử với đi. Đừng nhắc từ đấy, nó vào video của chị. Mọi người ơi, sắp xong rồi nha. Mình lên bây giờ mình kết vòng nha mọi người. Bây giờ mình kết vòng nha mọi người. Của anh á. Của anh. Ok. Của anh. Tạm. Tên. Đang đi xong, đang đi ấy cái gì mà hữu ống cái gì? Tên là nó hút thì đang sập xuống. Nó làm sao bàn mà. Nhưng mà đây là đang hút thì là đang sập xuống. Đang sập xuống cho nó còn. Ôi trời ơi, đến 12 giờ là chị được 4 tiếng rồi. Mày cứ xoay đi, tao tắt. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn ơi, đây là vòng của mình này, vòng của mình hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đến đây là hoàn thành rồi. Video của mình đến đây cũng là kết thúc nha. Cơm nó bảo là cái con đấy nó đạp cho ta một phát. Con đấy còn đánh cái ta. Ta bảo ta đạp cái dính vào từ rồi. Tập ghi một đòi đánh ta. Em ấy của nó sẽ cãi hơn lâu. Lớp mấy đấy cậu? Hay để năm á. Ui kia chị tay to như hổ phát này. Chân to như hổ phát. Chân cắn. Khổng khiếp không? Khổng khiếp hơn, hơn chị không? Gà đông tảo. Mà không được nói con gái thế. Gà đông tảo. Không được nói con gái thế. Được cái này. Hình như hai con cái.